xin chào cả nhà, xin chào chú bác anh chị em, thì chuẩn bị ra cửa đập nhang, ra cửa biển. Bắt đầu chuẩn bị ra cửa biển nha cả nhà. Thì clip trước ơi, tới cửa đập ơi. Anh tới đập rồi. Clip trước thì là có nói rồi, bây giờ là ra cửa biển, tới cửa biển rồi. Bây giờ chào mọi cửa biển là đi ra cửa biển nha. Để tới cho cột dây chứ. Để coi như thế nào. Không hỏi. Các bạn coi nha, là cửa biển. Coi mạnh phụ mạnh làm gì đây, làm gì giờ đi ra chụp đây, lục ra ngoài sao máy để ngoài trước cái kia bên để lục ra ngoài sao nào, cái giúp gì cho anh mạnh, cần giúp gì đấy, làm gì cộng dây cửa biển này sao đọc mà không dám chạy vợ nó mở đâu, ngủ quá đang say ngủ hả? Ừ. Ok thì chỉ dạy từ từ rồi anh nghĩ coi em phụ cho ta không có nghĩ được đâu, làm hết rồi thì à thủ dây còn ở dây trước đi. Đâu mũi cắn đâu rồi trời ơi, bây giờ mình đang đứng trên đầu của tàu à, thao gì nè thì lọc ra tháo gì này ra à, ở trên kia chắc không thấy đâu, lọc ở dưới tàu. Đó, phải tháo sẵn cầm về thôi. Để cột tàu vô, cột dây vô. Để chờ mở cửa biển. Đó là cửa biển trước mặt mình đó nha bà con. Thì tàu thì từ từ đi tới. Tại vì không tới cửa biển không dành chạy nhanh được. Thì ra tới cái cửa này rồi ra tới mặt biển rồi ra cái cửa biển rồi ra biển đó thì thấy coi thì Lộc sẽ bỏ clip này lên kế thì đi tới đâu Lộc bỏ từng clip từng khúc gì đó để cho tất cả chú bác anh chị em đây cả nhà coi chung vui với Lộc. Lộc rất là vui mừng khi đi ra được đi biển đi học hỏi thêm và cũng kiếm tiền lương thì nghề Lộc nghe nói thì rất là cao thì tùy theo thì thấp nhất thì một tháng thì cũng vẫn 7.000 trung bình 7.000 trở lên hay Lộc thì không sợ cực thì đi một tháng mình vô đất liền khoảng 5 tuần tháng tới 5 tuần thì vô đất liền. Thì à, thì đang có tàu vô. Ồ, cái chiếc tàu đi vô. Cột cái sợi dây đó. Dạ, thì tháo sẵn rồi. Cột cái cây trụ của nó, cột dây á, biết không? Cái nó đưa lên gì nè, cột dây vô trong cây trụ nó còn mấy cái cây mà nó đứng bằng gỗ, đừng cột. Dạ. Có cái trụ đó. Cái trụ của tôi sách, rồi mình mình chờ. Cột ở ngoài vậy. Dạ. Thì đó, thì trước mặt mình đó thì có hai chiếc tàu đi vô đó, màu trắng á, hai chiếc màu trắng á trước mặt á đó, đi vô thì mình nó đợi nó vô rồi mình mới ra nôn năm hồi họp thì nước cũng
nước thì nó cũng có trong lắm, nước đục màu nâu nâu. Ở đây nó ngoài này nó sạch hơn ở trong kia, tại vì cái nó đóng cái cửa biển lại, ra nó không có rửa sạch, nó cái nước miệng không, cho nên nó đục, nó không có được trong sạch lắm. Nhưng mà khi mà mở cửa biển, cửa cái mạch đó, cái cửa biển ra thì nước nó vô nó thay đổi được. Nhưng khi mà nước lớn, nước ròng nó thay đổi được thì mới thay đổi được con nước nó trong sạch hơn. À, chú cho tàu đứng một chỗ. Đánh gì? Đi lên nè. Thì các bạn giờ cầm thôi. Bạn vậy nhé. Đó, chờ chút đi. Đi rồi. Giao đàn đi tiếp. Giờ mình động bên chơi. Đó, nó mở đập rồi đó. Mở cho chú tàu kia chạy vô. À. Có hai đầu. Thì vô đầu, đóng đầu. À. Rồi ra cái đóng cái đầu này rồi nó muốn mở đầu kia. Nó làm cái thì nước nhiều ấy, nó mở cho ra luôn. Bên xuôi. À, mở cho nước vô ra luôn. Nó mở như là nước mình, nước cho trong này ra hay là vô? Ra. Nước ra. Nó mở cho nước ra, đâu có mở cho nước vô. À. Nước vô có mấy cái cửa nhỏ nhỏ nó vô. Ừ. Thôi các bạn đó. Giờ con tàu này nó đi vô. Lâu quá. Đi vô mình mới ra được. Có hai chiếc lận, hai chiếc tàu lận. Tàu này lớn nha. Đây là cái cửa biển. À, nó mở ra. Thì có chiếc vô. Mình đi nào thì mình đang đậu chờ. Tàu mình đang đi là nó đứng một chỗ. Tàu vẫn đứng một chỗ, không có chạy. À, bắt đầu tàu mình chạy đó, kiểu tiếng máy. À, tàu mình đi lên. À, từ mình ra cái biển. Ở phía sau nữa có một chiếc nữa, các bạn thấy không? À, cảnh lạ, lạ mắt, à, vui vẻ, thấy rất là vui, thấy trên tàu mà gần gũi như vậy, à, chắc là như tàu là lớn. Tàu này bự à, mình đang hai lập phải và ở thành phố có là lọc ở Louisiana luôn. À,
vô ra, nước cứ vô ra được không bị lọc, không hiểu, không rõ hết, không lành lắm. Tập này biết là nó mà cái đồng này nó đóng lại, nước cứ vô ra được hay không. Chắc là tùy theo mà lòng chữ biết thì nó không vô ra được, trừ khi mình mở ra, mới vô được chụp ra. Có một người mở đây là anh Mạnh nha. À, anh Mạnh đây. giờ Lộc đứng vừa học nghề, bây giờ để coi mình biết làm sao mình làm. Anh Mạnh anh chỉ coi mình cột dây khi mà ra cửa biển cột dây như thế nào, là để mình lúc mà mình tháo dây ra thì để cho nó tiện rồi mình đi đi tiếp, chứ thả neo đâu có được đâu, thả neo rồi mới nhổ neo. Mình chỉ cột dây vô cái những cái cột trụ nào đó thì Lộc chưa có rõ, chưa có rành, đại anh mình anh chỉ như cái cột trụ nào thì Lộc không thấy, chưa thấy, chưa biết qua. Chắc là một cái cục trụ nhỏ ngắn ngắn đó, ở trước mặt ở trên cái thành đó, những cái cột sát sát bên thành mấy cái trụ đó, Lộc nghĩ là như vậy. Chưa biết, chưa rõ. Đây như là giống như cái này đây. Quăng dây vô là những sợi dây đó, những cái trụ đó hả? Đúng rồi đó. Quăng dây vô những cái trụ đó, hồi nữa mình tháo ra cho nó dễ đó. Tháo như cái nơ vậy đó, thắt lại như cái nơ đó. Cái này là nhưng mà có chiếc tàu trước mặt mình nữa đây. Đi trên tàu ngoài này gió rất là lớn, gió cũng lớn cho nên thổi cái máy nó lắc qua lắc lại, giữ không có vững, hay là cố gắng giữ cho nó vững cái máy. Đó, cái cửa đập mình vô cái cửa đập này nha. Mình cầm bên nào vậy, cầm bên này hả? Đây cái cổng này, cổng trước mặt mình là cái chắn ngang á, là cái cổng đó nha. Ok, ok, anh Mạnh làm như thế nào và mình học theo. Ngủ nó còn ngủ quá trời. Như mấy trụ này anh, như là phải mấy trụ này không? Đúng rồi. Đó, bởi mấy trụ cao cao này. Mấy trụ sắt này à. Trụ sắt này à. Đây, trụ sắt này. Một cái thôi à? Hai. Sao nữa không? Ok. Rồi, tắt đây. Bắt đầu cưa đập mở đó nhân, cưa đập mở rồi. Nước ngọt nó chảy ra, cái này nước vẫn ngọt nha bà con, nước vẫn còn trên sông nước ngọt. Khi mà bây giờ tại mình đậu lại là để mình tránh cho tàu người ta đi qua đi vô, người ta tới trước người ta vô trước, mình đi sau mình đi sau, rồi mình phải cột dây lại, cột qua cột đi cấp sát là để cho nhường đường cho người ta đi đó. Đi rồi đó, để cho tàu ta vô nha. Rồi nhổ neo lên ra cửa biển ra. Các bạn ơi, bắt đầu mình đi ra cửa biển nha. Cá heo, có cá heo, cá heo đậu vòng vòng bên đây nè, mới lặn xuống đây đó. Cá heo cái heo ở đây nè, chạy đâu rồi, mới thấy cái heo ở tàu trước, cái heo lặn đâu rồi,
đó, cái heo trước mặt nè, đó, đó thấy không các bạn, đó cái heo nè. Cá heo nào các bạn, thấy chưa, mới lặn đây trước mặt mình nè. Rồi ra cái biển rồi nha. Đó, trước cửa, trước mặt mình là biển khơi. À, gió hơi lớn rồi, nên tầm cầm cái máy nó bị gió thổi, nó không có vững. À, thông cảm nha các bạn, gắng chịu khó nha. Rồi thì vô trong. À, Lập thì đang ở ngoài giữa biển khơi nha bà con. Ai cái này à, hai cái càng, hai càng xuống rồi ta chạy xuống thì lúc nào mà ta chạy xuống thì lúc đó thì mình vô mình nghỉ. Mình thấy cũng có nhiều tàu đánh cá lắm ngoài vùng biển khơi này, cũng có nhiều chiếc đi để đi đánh cá. À, trước mặt Lộc mình là cái giàn khoan nha bà con, là cái giàn khoan, là cái bơm mở dầu á. Lúc xưa Lộc đi vượt biên, cũng đi tới giàn khoan, mấy giàn khoan này gặp vào đây thì khi ra rồi nó mở ở đó một buổi trời rồi nó mới dớt lên. Gió sóng đánh giật chiều cho nên không có vững, là gió cầm máy thổi cái máy quay phim, cái điện thoại của mình nó lắc qua lắc lại gì trong sóng nó lắc mình cho nên là nó không có vững. À, thì xa các bạn cũng thấy những con tàu cái dập khoan rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy đây tàu của Lộc đi. Đây là con tàu của Lộc đi. Tàu ông bồ á. Đây quay cho các bạn thấy là các bạn thấy tàu rồi cũng có giàn khoan. Đây cái giàn khoan này là xa lưng. Ở chờ
rồi về chút nào cũng người ta gì hàng cũng nhộn nhộn đây, người ta cũng đi đánh à. Đây, xe giả xuống buổi sáng, chào tất cả nhà, chào cả nhà nha, tất cả vui vẻ hạnh phúc nha, lộc chào chú bác anh chị em,
Hôm nay thứ hai, sáng thứ hai, trời hừng sáng rồi, đang đọc dậy sớm trước các bạn ra trên tàu, ra hành tấn với anh Mạnh thì cũng còn ở vòng vòng trong cái giàn khoan đây, cũng còn vòng vòng trong cái giàn khoan rất là nhiều ở vùng biển này, là vùng nào cũng không rõ nữa. Thì hồi hôm đi hơi gặp hơi sóng gió hơi nhiều một chút, thì vòng vòng đây là toàn là tàu đánh tôm đánh cá nhiều lắm hả các bạn. Hôm thì cũng được một mớ tôm, kéo lên cũng được mớ tôm, chưa thả xuống tại vì thả neo rồi hôm ngủ, tại vì gió hơi lớn một chút xíu, sóng biển này hơi lớn cho nên thả neo, ngủ giấc tới sáng giờ này lòng mới dậy. Các bạn thấy đó, toàn ở tàu hoặc là mỏ neo giờ giàn khoan thì có cái giả đây, một giả là tàu này có hai giả thôi, tàu này chỉ có hai cái lưới rất là lớn các bạn. Cái này là giàn khoan chắc chắn luôn á, tại vì hồi hôm là có thấy nó mở đèn tới bây giờ đó. Các bạn thấy đó, thì cuộc đời cứ lọc như vậy thì ba chìm mấy nổi. Thì lần này thì làm lại cuộc đời á, thấy nó vui vẻ, tại vì có tất cả những người hảo tâm, cộng đồng mạng theo chân Lộc, ủng hộ Lộc, cho nên Lộc có thấy rất là vui, cho nên thấy nó như là mình hãnh diện lắm, thấy mình rất là hãnh diện khi mình làm lại được cái vị đó cho cuộc đời của mình bao nhiêu năm nay. Anh Tuấn với lại anh Mạnh cũng không đối xử tè bạc với Lộc, rất là tình nghĩa, giúp đỡ Lộc rất nhiều trên con tàu này, chỉ dẫn Lộc từ trước. Từ ngày đầu tiên thì Lộc chưa có biết làm cái gì, nhưng hai anh chị dẫn thầy Lộc đứng Lộc học Lộc coi từ từ đó, thì có lẽ là một hai bữa nữa có lẽ là tự mình làm được, thì không có gì khó, chỉ là cái là an toàn là trên nhất, an toàn và bảo vệ cho mình là trước tiên là người trong tàu. Rồi được dịp quay cảnh bình minh nữa rồi, trời sáng bình minh nó lên, ánh mặt trời nó lên nha, rất là đẹp, vừa giữa biển khơi trời sáng đã rất là đẹp. Mình đang ở trong cabin của Trà Công, quay đứng ở chân này thì nó ít gió. Mặt trời lên cho đỏ quét như là lên qua một thế giới khác. Trời lên chói mắt quá. Mua tàu. Các bạn ơi, đây là giàn khoan nha. Mở dầu, mở giàn khoan mở dầu như đây nè, nó chạy ngang qua nó ban ngày, sáng khoảng giờ này là 9 giờ sáng ngày thứ hai, chạy ngang cái giàn khoan của nó, tàu đi ngang nha, thấy là thoải mái, không khí trong lành, mát mẻ. Xa rất là nhiều,
đêm cái nhạc khoan. Ê, thấy à, rung rợn chưa? Đi lúc xưa lòng lúc xưa lên nhạc khoan này một lần rồi đó, cái kiểu này nè. Lúc mà đi chung viên á, nhà ta gặp tàu vô đây, cái nhạc khoan này lên đây, lên trên này rồi nó đưa về đảo Bù Đông, Bì Đông, Malaysia. Vào năm 85 thì phải, 85, 86 gì đó. Đó, đó. Ok.